Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, dạo này tôi thấy cán bộ của nhà nước đó nói chuyện bây giờ chữ nghĩa là hơi nhiều. Hôm trước thì các ông bảo rằng là bên trong thì cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu. Thì hôm nay có một bài báo trên báo Thanh Niên, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông nói như thế này. Người ta hỏi ông về cái vấn đề cái xây kỳ cầu đó, ông là giao thông vận tải mà. Trước bức xúc của đại biểu Tạ Văn Hạ của đoàn Quảng Nam về việc nhiều nhiệm kỳ chưa xây xong cầu Cẩm Lý Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu cái khó của ngành giao thông là vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Thì quý vị, vào ngày 7 tháng 6 thì người ta chất vấn ông Bộ trưởng, có đại biểu Quốc hội là ông Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang, và ông Tạ Văn Hạ là của đoàn Quảng Nam. Người ta thắc mắc là cái việc mà chậm trễ đầu tư xây dựng cầu đường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để vận chuyển vải và phát triển kinh tế xã hội với vùng đất người ta trồng vải nhiều đó. Thì đây là cái cầu chiến lược, bởi vì cái cây cầu này đó là nó giúp Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhận thấy việc sớm nâng cấp mở rộng cầu này là rất hợp lý, bởi vì lưu lượng bây giờ đi lại qua cầu rất cao, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cũng lớn. Tuy nhiên, ngành giao thông vận tải đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn xây dựng cầu. Và người ta, tại vì đây là cái cầu rất là cần thiết, nhưng mà không phải là vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Thì thưa quý vị, về vấn đề mà bên giao thông vận tải thì quý vị biết rồi, cái vụ mà đăng kiểm đó nè, có người về giao thông vận tải. Thế thì đăng kiểm nó có nhiều tiền lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ thắc mắc như thế này, ở Bắc Giang, đây là cái cầu duy nhất nối thông Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh. Trước sự nguy hiểm của cây cầu duy nhất của Việt Nam, cả đường bộ lẫn đường sắt đi cùng với nhau, ông Hạ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phải có giải pháp tháo gỡ ngay. Ông hỏi là vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Nếu chúng ta nhìn tổng quát đó, quý vị biết ở Việt Nam là có rất nhiều những công trình hàng ngàn tỷ, hàng ngàn tỷ, xây rồi bỏ, xây rồi bỏ, xây rồi bỏ. Và cuối cùng thì không có trách nhiệm của ai cả. Thế thì tại sao những cái công trình xây mà bỏ không như thế đó thì lại có tiền? Mà bây giờ một cái cây cầu chiến lược để giúp đỡ cho người dân đi qua lại cái vùng như thế này, thì bây giờ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói là không có tiền. Thì chúng tôi chẳng biết, chúng tôi cũng không biết là cách quản lý đất nước nó như thế nào. Mà đất nước Việt Nam thì thưa quý vị, bằng cái tiểu bang Cali thôi, của Mỹ thôi. Và đảng ta thì cha là lúc nào cũng sáng suốt, cũng tin tưởng nhà nước ta thì tài giỏi tất cả các thứ. Thế bây giờ có một cái cây cầu như thế, mà cái cầu rất là quan trọng mà hả? Làm không xong mà bảo là tiền ở đâu. Thế thì bây giờ các ông tại sao không hỏi tiền ở đâu mà xây biệt phủ, tiền ở đâu mà có những công trình hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ, rồi công trình nhỏ 50-70 tỷ là đắp chiếu, mà cứ địa phương nào cũng có cả. Thưa quý vị, đây là một lối làm việc nó vô trách nhiệm, một cái cách nói cho nó qua việc thôi, đuổi gà cho qua đám dỗ. Tôi nghĩ như thế này, thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, những cái chuyện mà đắp chiếu, rồi những cái chuyện mà bỏ hoang, rồi những cái chuyện mà nó trở thành cái đề tài đàm tiếu của xã hội, cho bao nhiêu cái tiền bạc nó đi vào những cái chỗ là nó lãng phí, lãng phí như vậy. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng là quá khứ rồi. Nhưng bây giờ với cái cây cầu ngày hôm nay, mình nói mình cần tiền, thì tôi đề nghị là bây giờ là mình dẹp hết những cái vụ tượng đài. Dù đấy, đang xây có dở dang, đang xây dẹp đấy. Tượng đài có không đấy. Tượng đài nó không quan trọng miếng miếng cơm manh áo của người dân, nó không quan trọng bằng cái sự đi lại giao thông của người dân, về sinh hoạt đời sống cũng như là về sinh hoạt xã hội và vấn đề kinh tế. Nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thì bỏ những cái công trình mà tượng đài, rồi xây nhà hát, cổng chào nữa, cổng chào vân 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 vân, những cái phí, những cái mà rất là phung phí tiền bạc như vậy, những cái cần thì không làm, còn những cái làm thì không cần. Thưa quý vị, đó là như anh Hoàng Tuấn nói, cách điều hành đất nước như vậy nó rất là tồi tệ. Và thưa anh, có một chi tiết nữa tôi thấy nó buồn cười nè, là ông Hạ ông hỏi là tôi sẽ nói Bộ trưởng hiện nay Bắc Giang còn thiếu thủ tục nào, còn phải gặp đến những ai nữa thì mới được đầu tư cây cầu đó. Chính vì chờ bán vải cho nên mười mấy năm nay kêu gọi trú quốc hội mà không làm được nổi. Tức là trong một cái nguồn bán vải của địa phương. Thưa quý vị, đất nước của mình đã thống nhất đất nước gần nửa thế kỷ rồi, mà miền Bắc là được đã đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội bao nhiêu năm rồi, mà có một cây cầu như thế mà làm không xong
Mà trong khi đó biết bao nhiêu công trình thì là nhà vớ vẩn thì làm. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái cách làm việc của các ông không có trách nhiệm. Làm sao có trách nhiệm nếu mình trách nhiệm thì đất nước đã phát triển tới mức nào rồi, thưa quý vị. Bây giờ thì có một cái tin tức trong những ngày vừa qua, báo chí chính thức của nhà nước thì không có nói nhiều, thực sự là hầu như là không có nói tới, nhưng mà trên mạng thì rất là xôn xao. Và người ta đưa lên cái hình ảnh có một cái ngôi biệt thự biệt phủ rất là lớn mà được tổ chức một buổi tiệc rất là hoành tráng ở nơi đó. Buổi tiệc này được tổ chức để mừng một ông cấp tá, sĩ quan cấp tá, đại tá được lên tướng. Thì chúng tôi tìm đi tìm lại thì cũng không thấy nói, nhưng sau cùng thì tìm được một bài ở trên báo Dân Chí có liên quan. Chúng tôi dùng chữ có liên quan tại vì nó không nêu tên của cái ông tướng này, nhưng có liên quan đến cái căn nhà này. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, rồi sau đó thì Khôi có lẽ ngày hôm nay xin phép anh Hoàng Tuấn và xin quý vị đọc lại một số những cái bài báo trước đây liên quan tới cái ông này. Tôi có bài báo về nguồn để lát nữa sẽ thư chuyển với anh nhé. Xôn xao bữa tiệc tại biệt thự của cụ bà 80 tuổi, báo Dân Chí. Những hình ảnh về bữa tiệc được tổ chức tại căn biệt thự xây theo phong cách châu Âu ở vùng quê Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là một cái tỉnh mà thuộc loại nghèo nhất nước, khiến cho dư luận xôn xao. Lãnh đạo địa phương xác nhận chủ căn biệt thự là một cụ bà 80 tuổi. Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin và hình ảnh về bữa tiệc mừng được tổ chức tại một căn biệt thự ở vùng quê xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà được xây dựng khang trang bề thế như tòa lâu đài, theo phong cách châu Âu với màu sơn trắng chủ đạo. Khu đất xây dựng rộng hàng nghìn mét vuông và giá trị căn nhà ước tính hàng chục tỷ đồng. Theo tìm hiểu thì vào năm 2019, khi căn biệt thự gần hoàn thiện, những hình ảnh chụp lại công trình này đã từng gây xôn xao dư luận. Thì thưa quý vị, người ta bảo, bây giờ nếu đọc tới đấy, báo này mà đọc tới đấy thì người ta bảo, biệt thự thì nhà của anh ta. Có việc gì đâu phải nói. Người ta có chuyện vui thì người ta ăn mừng, thì đâu có chuyện gì mà phải xôn xao. Nó có lý do thưa quý vị. Tại vì cái người mà được ăn mừng đó, cái người mà được lên chức tướng đó là ông Phạm Bá Hiền. Thì ông tướng Phạm Bá Hiền, thì bây giờ chúng tôi cũng nhờ là đảng coi nhân dân là tai mắt phải không ạ? Cho nên là ở trên mạng có một cái bài viết mà sở dĩ chúng tôi đọc cái bài trên mạng mà không phải đọc báo chính thức nhà nước là tại vì họ chỉ trích lại tất cả những bài báo của nhà nước liên quan tới ông Phạm Bá Hiền từ trước cái này thôi. Thì xem ông Phạm Bá Hiền là ai và ông đã làm những gì. Ngày 8 tháng 5 2018 nhá, báo Bảo vệ Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đăng bài cụ bà thỉnh thoảng bán rau xây biệt thự khủng, trong đó có nội dung như sau. Ông Phan Tiến Dũng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện cho biết trước đó anh này, tức là ông Hiền, vẫn làm buôn bán thị trường vải, buôn bán ở thị trường vải trong Sài Gòn. Sau mới sát nhập vào công ty của Bộ Quốc phòng, khi sát nhập thì bắt đầu anh này mới nhảy sóc quân đội. Tiền để làm những căn nhà này thì bình thường trong Sài Gòn có rất nhiều nhà như ở đây. Đó là ông giải thích như vậy. Ok, tại vì anh này trước đây anh buôn vải, thì giờ anh sát nhập vào quốc phòng. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2002, tức là 21 năm trước đây, thì báo VN Express đăng lại bài của một người báo Người Lao Động như thế này. Khởi tố vụ trốn thuế tại công ty Thăng Long vì điều tra sẽ do cơ quan điều tra hình sự quân khu thủ đô vừa thực hiện để xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 công ty Thăng Long thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng thời ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị quan. Theo kết quả xác minh ban đầu, chi nhánh 3 tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty Thăng Long đã trốn thuế nhập khẩu hơn 1.180.000 mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi. Thăng Long còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa, dùng giấy tờ và con dấu giả nhập thừa 310.000 mét vải và 4.100 kg vải vụn. Tổng trị giá hàng sai phạm từ trước đến nay là 560.000 Mỹ Kim, đó là theo báo Người Lao Động. Nửa triệu Mỹ Kim. Rồi, cũng trước đó, VN Express thứ năm ngày 25 tháng 7, đăng là năm 2002, tức là cái đây 21 năm. Đăng lại bài trên báo Thanh Niên, tang vật vụ gian lận của công ty Thăng Long bị tẩu tán. Sáng qua khi kiểm tra kho chứa vải không hóa đơn, chứng từ đã bị niêm phong của Thăng Long, là đơn vị của Bộ Quốc phòng. Tại 353 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố phát hiện hơn 1.640 cây vải đã bị cắt tháo rời, một số chủng loại vải bị đánh cháo có dấu hiệu bị rút tỉa số lượng. Kho này chứa 2.400 cây vải, tức là khoảng 70.600 mét vải đó và 6.200 kg vải vụn. Một kho khác của chi nhánh 3 Thăng Long tại phường Cộng Hòa, phường 4, tại đường Cộng Hòa, phường 4 của Tân Bình cũng có dấu hiệu bị tẩu tán tăng vật. Những kho này đã bị Chi cục Quản lý Thị trường thành phố niêm phong.
Và cái chi nhánh Ma này được thành lập tháng 12 năm 2000 do ông Phạm Bá Hiền làm giám đốc. Chi nhánh hoạt động độc lập, không được công vốn từ công ty mẹ. Và đây là chỉ là một số, tại vì không có thời giờ chúng tôi không thể đọc hết được cái bài mà đồng bào, người dân là tai mắt, họ họ nhân cái vụ này họ mới kiểm tra lại tất cả những cái gì có liên đã xảy ra và có loan báo loan tin trên báo chí của Đảng Đàng Hoàng liên quan tới ông này, thì người ta có khám phá ông này là một tội phạm, đã từng vi phạm cái tội trốn thuế thế này thế này thế kia. Bây giờ vẫn là đúng một cái, đúng một cái chứ bây giờ lên tướng. Thì thưa quý vị, thì quý vị cứ từ trước giờ anh Hoàng Tuấn mà quý vị cứ thắc mắc là tại sao mà tướng cảnh sát thì không có lo cảnh sát biển, biển thì không lo bảo vệ biển mà lo đất, lo đất. Tướng hải quân thì cũng không lo bảo vệ biển mà lo đất, lo đất. Đội bộ quốc phòng không lo giữ cái biển mà chỉ lo bảo vệ cái sân góp của mình thôi. Thì tất cả những cái đó bây giờ nó rất là rõ ràng, tức là ngoài vấn đề bảo vệ đất ra, họ còn bảo vệ cái trốn thuế của họ nữa. Những người như thế này mà bây giờ lên tướng rồi họ mở ăn mừng một cái hoành tráng mà chính báo nhà nước phải đăng bìa, người ta hỏi thế. Tôi hỏi anh là những cán bộ nhà nước mà các anh cứ thu kiểm tra tài sản rồi kê khai vân vân thì những cái này người ta cũng kê khai không? Vâng, kê khai thì chắc là ông cũng kê khai là nhà ông không kê khai là tại vì nhà này nhà của mẹ ông ấy, mà bà cụ này bán rau mà bán rau không và có nhà biệt thự khổng như vậy, cái hình ảnh rất là lớn. Tôi nghĩ rằng ngay cả ông tổng thống của nước Mỹ ngày hôm nay ông Joe Biden cũng không có được một cái ngôi nhà từ nó như cỡ như thế nào. Thưa với anh là tôi có một bài báo, báo được gọi là báo bảo vệ pháp luật. À, thì cái này là người ta cũng nói về cái báo cũ đó ha. Ừ. Thì cái cụ bà lúc đó là 78 tuổi, thỉnh thoảng ra chợ bán rau xây biệt thự khủng, tự nhiên là người ta đưa lại cái hình ảnh cũ. Thì người ta, thưa quý vị, cái việc nó rất là rõ ràng là những người dân chung quanh người ta nói không thể nào mà với một người bán rau mà có thể làm có một cái biệt xây cái biệt thự khủng, cái biệt thự như thưa quý vị kinh khủng quá. Chúng tôi ở thành phố San Jose gọi là Silicon Valley, thưa quý vị, ở đây có rất nhiều triệu phú và tỷ phú nữa. Và Hoàng Tuấn thì nhà Hoàng Tuấn ở dưới thấp chứ không thể nào ở trên đồi được. Mà thỉnh thoảng chúng tôi có chạy lên trên đồi đó anh. Yeah. Bởi vì bên Mỹ thì nhà trên đồi là nhà đắt tiền. Thì chúng tôi cũng thấy có những cái nhà, người ta không gọi là nhà, tôi gọi là mấy cái mansion, gọi là biệt thự đó, lớn. Nhưng mà nếu mà so với cái này thì chả thấm thiết gì. Cái này là sang lắm. Thì thưa quý vị, một ở vùng quê Nghệ Tĩnh nghèo như thế mà lại có một cái nhà to đùng mà nó mà người ta chụp một cái hình, thưa quý vị, thì cũng cay đắng lắm, là những người dân đang cày cuốc ra, đang đứng cuốc đất nè đó, mà phía bên kia đó là cái nhà của ông đó, bà mẹ của ông là bà Từ Thị Loan, thỉnh thoảng trồng rau đạp xe ra chợ bán. Thì thưa quý vị, cái việc này quý vị thấy là tại sao nó lại như thế, mà ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cứ bảo rằng là phải đốt lò, là phải làm, là dứt khoát không có vùng cấm. Thưa quý vị, không thể nào mà giải thích được cái chuyện này cả. Một anh là bên quân đội mà có bà mẹ chỉ đi bán rau, tiền ở đâu để mà xây được một cái nhà mà cái kinh khủng như thế? Thế thì lò của ông Nguyễn Phú Trọng ở đâu? Cho nên thưa quý vị thấy, ông Nguyễn Phú Trọng ông là người sống ở trên mây, lơ lửng, bây giờ người dân thấy, người dân thường thôi. Và thưa quý vị, anh nhìn hình ảnh là người dân ta đang đứng, người ta cuốc anh, cuốc đất á, thì bên kia là cái nhà to đùng như thế. Chuyện rõ ràng thôi, không thể nào anh trong quân đội mà anh có thể có tiền xây cái nhà như thế. Mẹ anh bán rau, cho nên bây giờ trong Việt Nam mà ta có cái phong trào là bây giờ ước gì mẹ mình làm người mẹ bán rau. Rất nhiều người ao ước như thế. Người bán rau mới có một cái biệt phủ như thế. Cho nên thưa quý vị, cái việc mà chống tham nhũng và người dân phải lúc nào cũng phải đối diện với những cái điều, những cái thiếu thốn, những cái khổ sở vất vả, giống như cái cây cầu ở Bắc Giang đó. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng thôi, bởi vì tài sản nó đổ vô túi của cán bộ tham nhũng, nó rõ ràng như thế. Ở xứ Mỹ này, thưa quý vị, ở chúng tôi ở San Jose này, ông thị trưởng á, chúng tôi cũng không, tôi chưa thấy có một cái nhà nào của một cái ông nào trong chính quyền mà coi như là gây xôn xao. Ngay cả ông tổng thống Mỹ bây giờ chúng tôi nghĩ ông Biden cũng căn nhà rất là bình thường thôi. Nên là cái việc này ai cũng thấy, nên là thưa quý vị, cái việc mà chống tham nhũng chỉ là cái việc nói cho nó vui thôi. Và cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng không có lửa, không chả có dầu. Vâng, thưa quý vị, có lẽ để kết thúc cho phần 1 của chương trình, chúng tôi sẽ đọc tiếp một cái đoạn ngắn ở trong cái Facebook status của một vị ở trong nước đưa lên thắc mắc liên quan tới cái chuyện này. Nhưng điều ngạc nhiên, thậm chí rất ngạc nhiên,
tại sao một người có nhiều vi phạm gian dối kinh tế trong 20 năm qua lại vẫn được ai đó tin dùng thăng quan tiến chức tư lệnh cả một binh đoàn với 12.000 người và được thăng cả hàm thiếu tướng như vậy. Ngạc nhiên nữa, không hiểu tại sao với bề dày thành tích trong cái kép như trên, ông Hiền lại được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng khi ông ta lên lon thiếu tướng trọng thị tưng bừng đến như vậy. Tại vì nó tổng hết vào mồm rồi. Thì đó là lý do. Nó tổng vào mồm, ăn xuôi chua nghẹn họng rồi. Thưa quý vị, khi trở lại phần 2 thì chúng tôi cũng sẽ có một số những bài báo khác liên quan tới tư cách đạo đức và cách làm việc của cán bộ. Chiếc Lexus RX không bao giờ mất phong độ. Chỉ 4.99% APR cho chiếc 2023 RX 350 All Wheel Drive. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị lên trên mạng hoặc là bây giờ báo nhà nước thì người ta cũng hạn chế, nhưng mà nó rõ ràng vẫn thấy được cái nhà nó kinh khủng lắm. Là chúng tôi xin thưa lại là chúng tôi ở những cái vùng có triệu phú, tỷ phú, nhưng mà chúng tôi chưa thấy có cái nhà nào, chúng tôi chưa được mở mắt để nhìn thấy có cái nhà nào mà nó đẹp, nó sang như thế cả. Trong khi ở Hà Tĩnh đấy, đi mua cũng nhớ về Hà Tĩnh á. Thì chúng tôi có bài báo Pháp Luật Online, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy vi phạm của ông Tăng Minh Thêm là Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thì cái này là cái chuyện về cái việc là hôm trước cũng có chúng tôi nói rồi về đạo đức á. Là ông này với một cái bà cùng trong nhà nghỉ gần chợ Sóc Ven, huyện Cầu Quan, tỉnh Kiên Giang, vân vân. Thì bây giờ người ta đang xem xét và để người ta xem kỷ luật. Thì người ta cũng có nói đi nói lại cái, quanh đi quẩn lại cũng những cái câu như là vụ việc được vợ ông Thêm tố cáo, tuy nhiên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang xác định việc tố cáo bà Dê và ông Thêm lén lút qua lại là có cơ sở, tuy nhiên người tố cáo đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc lén lút qua lại, không có những hình ảnh ghi lại những hành động thân mật như là ôm hôn câu cổ theo kiểu theo trình bày. Thì việc này nó xảy ra rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi có một cái chi tiết rất là lý thú như thế này. Ông này ông là Tăng Minh Thêm, nếu mà bỏ cái chữ lót đi là ông Tăng Thêm. Thì tôi nghĩ nếu mà ông này đưa ra tòa xử đó thì có bộ kho tội nặng đó. Sao vậy? Bởi vì cái kia là Tăng Thêm. Thường là mấy cán bộ ra ngoài là giảm bớt. Mà ông này cứ kêu ông là Tăng Thêm, cứ Tăng Thêm thì cũng hơi căng ha. Thì quý vị thì thôi, cái chuyện này thì chúng tôi sẽ nhắc lại, nó cũng chả gì ghê gớm cả, bởi vì không có cái câu cổ, không có ôm hôn, nó thì không có cơ sở. Chúng tôi xin phép được nhắc lại thôi. Bây giờ cái hôm trước Hoàng Tuấn đi gặp một người khách, một
cái người này thì chả bao giờ quan tâm tới vấn đề thời sự cả. Người ta cũng cũng thắc mắc là anh Tuấn ơi, tại sao bên Việt Nam á 11 kg thuốc phiện á mà sẽ được tha hả? Tức là người ta không bao giờ quan tâm tới. Thì thưa quý vị, 11 kg thuốc phiện, thuốc quốc cấm mà nó không có cơ sở để buộc tội, thì ông đương nhiên ông này thì thoải mái, đâu có cái chuyện mình vô phòng thôi. Bà vợ bà nó tố như thế, bà phải chứng minh cho thấy rằng là có cái cảnh nào mà ôm hôn câu cổ không? Không có. Thì cái đó cũng hơi căng nè. Tới mà có bà nào mà tố cáo ông chồng của mình như thế này như thì thế kia đó, phải cần phải nghĩa là có tìm đủ bằng chứng rõ ràng để có thể xác minh được tội thì mới được tố cáo nha. Còn nhưng mà tôi nghĩ ông này thì tên là tăng thêm vậy thôi chứ ra ngoài thế nào nó cũng giảm bớt à. Báo Tuổi Trẻ có bài té ngửa với con số 100% sinh viên có việc làm. Chà, như thế thì lạc quan quá. Lạc quan quá. Báo cáo tình hình việc làm của học sinh, của sinh viên tốt nghiệp được các trường đại học công bố khiến cho nhiều người té ngửa vì toàn là những con số trong mơ. Có trường tỷ lệ sinh viên có việc làm lên đến 100%. Ôi giời. Thông tin về tình hình lao động việc làm 5 tháng đầu năm 2023 vượt Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, có đến hơn nửa triệu lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương. Tình trạng lao động bị mất việc, giãn việc chủ yếu tập trung tại một số tỉnh, thành phố lớn có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Như vậy, ngay thời điểm tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp sa thải người làm khắp nơi, nhưng các trường đại học vẫn công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao ngất ngưỡng. Ngày 13 tháng 6 tới đây, khi thông tư mới quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, thì số liệu về việc làm sinh viên sau tốt nghiệp càng thêm quan trọng đối với các trường đại học. Thì là như thế này quý vị, là tại vì Bộ cần có những cái con số là sau khi học xong mà, báo cáo thì cái tỷ lệ sinh viên mà có việc làm như thế nào, thì các trường đại học đều đưa những con số rất là tuyệt vời, 90 mấy 90 mấy 90 mấy phần trăm, không khác gì những cái tỷ lệ mà đi bầu của cử tri khắp nước cả, hay là những cái tỷ lệ mà bầu của quốc hội bao giờ cũng 90 mấy phần trăm, mà có trường là 100%. Thì người ta mới hỏi là sao biết được 100%, thì người ta bảo những con số thống kê đó, nó dựa vào cái sự tình, tức là bây giờ gửi cái phiếu ra, anh tốt nghiệp ngành khóa nào, trường nào, ngày nào, và anh có công ăn việc làm hay không, thì anh gửi ra cho sinh viên, và người ta dựa trên cái thông tin mà sinh viên gửi lại đó thì người ta mới báo cáo kết quả. Tức là cái anh nào có việc làm thì mới gửi lại chứ, chả lẽ bây giờ ra báo cáo rồi ra không có việc làm à? Thì đúng rồi. Và đây là cách làm việc rất là vô trách nhiệm, tức là họ không thực sự họ tìm hiểu xem trong cái kỳ đó, cái khóa đó, năm đó bao nhiêu sinh viên đã ra trường và đã được có công ăn việc làm. Họ không làm như vậy, họ chỉ dựa vào kết quả thống kê tình nguyện của những người gửi trả lại cái phiếu đó thôi. Mà phiếu chỉ đề nghị là người này có việc làm thì gửi lại. Đó là cái làm việc rất là, phải nói là rất là tuyệt vời. Cho nên nó với những con số mà ở trong nước báo chí gọi là con số trong mơ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con số đó đúng chứ không có sai đâu. Sao vậy? Bởi vì đúng chứ, là tại vì người nào người ta có công ăn việc làm, người ta mới gửi trả lại chứ. Tôi nghĩ là 100% sinh viên ra trường đều có việc làm cả. Nhưng người bảo muốn biết rõ thì đi ra hỏi mấy ông mà chạy like xe Grab. Tại vì bây giờ sinh viên mà ra có người thì đi mở tiệm ăn, có người lái xe. Tức là anh tốt nghiệp ra không ai ở không cả, đúng rồi. Ai cũng có việc làm, nhưng cái vấn đề chính là nó không làm theo đúng cái ngành nào học thôi. Mình nếu mà anh chỉ nói trong cái khung là sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm thì đúng là 100%. Nhưng mà tôi nghĩ là đa số thôi chứ không phải tất cả, đa số những người mà lái xe Grab bây giờ mà tốt nghiệp đại học ra mà chạy xe Grab bây giờ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nam sinh viên nhiều hơn nam đơn giản. Nữ tôi nghĩ nhiều người đi bán rau anh ạ. Tại vì tương lai có thể là xây biệt phủ được. Đúng nhờ rồi, cái nghề bán rau đó. Thôi, cụ bà 78 tuổi mà bán rau mà thỉnh thoảng mới bán rau thôi nhé. Mà con xây được biệt phủ. Thì sinh viên tội gì học xong thì kệ. Mình đi bán rau. Mình về mình làm kiếm một miếng đất. Mà mình siêu hơn cụ bà. Thì nhiều khi cụ bà 78 tuổi mới xây được nhà, thì mình khoảng 30 tuổi, 40 tuổi là mình xây được nhà rồi. Mà cụ bà thỉnh thoảng mới đạp xe ra chợ. Mình bán mỗi ngày. Mà mình là không phải mình đạp xe mà mình kéo cả một cái rờ mọt ra luôn. Thế thì giàu to ha. Thì thưa quý vị, đúng là có việc làm. Cho nên người ta mới kể cái chuyện là có du khách nước ngoài đi về Việt Nam mà đi xe Grab ra. Thì hỏi về trình độ văn hóa, trình độ học vấn, thì cái trình độ đại học nguồn người ta nể lắm.
các anh chỉ là lái xe thôi mà trình độ cao thế này, các vị lãnh đạo thì học nữa không, lãnh đạo học trả bao nhiêu đó, tại vì, tại vì chúng tôi là sinh viên, chúng tôi thất nghiệp ra lái xe, còn mấy ông lãnh đạo không cần học hành gì cả, ông chỉ có đảng là mấy ông nên làm thôi. Người ta cứ tưởng đâu là chà, lãnh đạo Việt Nam phải học nhiều lắm. Rồi còn cái, rồi bây giờ tới cái chuyện mà cái ông này thì chúng thấy cũng nhiều người cũng bức xúc, mà chúng tôi thấy thì cũng chả có gì ghê gớm cả. Sau khi bị kỷ luật phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp làm giám đốc sở y tế, thì tỉnh Đồng Tháp ra quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Tấn Bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ giám đốc sở y tế. Ông bị kỷ luật, ông bị kỷ luật về đảng luôn đó nha, là bởi vì có liên quan tới cái vụ mà Covid nữa. Ông Đoàn Tấn Bửu trong thời gian trên cương vị công tác của mình, và người ta nói là việc kỷ luật là do ông Bửu đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. Thì tại kỳ họp thứ 22 tháng 11 năm 22 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19. Và ông này là người, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế là ông có liên quan tới vụ phòng chống dịch. Thế bây giờ ông bị kỷ luật. Thì hôm qua ông làm y tế. chắc anh. Tại vì lúc là ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mà ông mà ông bị lôi thôi ở dính chống dịch. Thì tức là nó có liên quan đến vấn đề y tế. Bây giờ ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Mà trước đây theo như chúng tôi được biết thì ông này cũng đã từng là giám đốc sở y tế trước khi ông làm phó chủ tịch ủy ban dân. Mà chúng tôi nghĩ cái chuyện này nó cũng hợp lý là bởi vì như thế này, một cái người á mà đã phạm tội trốn thuế nè, nên là báo chí đang tùm lum hết, mà được vô quân đội, người này được, làm được tướng, nên làm tá rồi làm tướng, rồi xây biệt phủ vì có bà mẹ bán rau, thì ông này phó chủ tịch tỉnh mà ông làm phó giám đốc sở y tế như thế thì nó còn nó thấp quá. Đúng lý ông phải là cái chức vụ nó cao hơn. Mà chúng tôi nghĩ rằng có thể là bên Đồng Tháp họ thiếu cán bộ, thiếu trầm trọng. Cho nên một người bị kỷ luật như thế đáng nhẽ là bây giờ thì đã kỷ luật như vậy thì thôi về vườn phải không ạ? Thì anh nói như thế thì nhưng không có người khác thay thế. Quân đội còn thiếu dữ nữa. Sao vậy? Bởi vì cái thằng nó trốn thuế, nó phạm tội thế mà nó lên làm đại tá, lên tướng. Thế, yeah. Mà chỉ huy tới 12.000 quân. Thế đây là bên quân đội còn thiếu trầm trọng. Tôi có cái bài báo giống như anh, tôi đứng đầu. Mà thôi bây giờ tôi có cái bài báo khác đi. Đề xuất chuyển Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho thành phố quản lý tránh độc quyền. Đại biểu Đinh Ngọc Minh đề xuất có thể chuyển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý để giảm bớt độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cái tin này sở dĩ nó gây và nó trở thành sốt dẻo vào cái lúc này là tại vì bây giờ trong nước nóng quá, thiếu điện. Và cái công ty đọc ở trong nước thì mình đọc là đọc theo tiếng Anh thì là EVN. Còn trong nước có thể là người ta đọc là EVN, mình không biết tại vì nguyên không ở EVN đi anh. Chứ EVN nghe nó buồn lắm. Sao vậy? Là nhớ tới cái người mà bây giờ không còn làm nữa thì nó cũng không, nhưng mà nhưng thế mà nó cũng chạnh lòng. Nhưng mà nhiều khi đồng chí thủ tướng mà nói như vậy thì đồng bào quen rồi. Bây giờ nó EVN nó nhắc lại kỷ niệm nó buồn. Thì cái chuyện mà công ty EVN hay là EVN vân vân này hay là EVN ha. Thì chúng tôi thấy trong thời gian vừa qua thì người ta nói rất là nhiều, và đặc biệt là người ta đưa những hình ảnh liên quan tới ông tổng giám đốc của công ty điện lực, tổng ty điện lực lên. Hình ảnh nhà, người ta nói với cái mức lương của ông làm sao mà ông có thể cho con đi du học hết này, nơi kia mà toàn học những đại học tư nổi tiếng ở những quốc gia như là Anh, như là Mỹ vân vân, tốn rất là nhiều tiền, không biết là ông tiền đâu. Thì những người khác người ta bảo là, có vậy một câu hỏi, nếu mà làm tới tổng giám đốc của EVN độc quyền để mà cung cấp điện cho cả nước như vậy mà con cái không học được những cái đó thì học ở chỗ nào? Thì làm cái đó để mà làm gì? Nếu mà có trường ở trên mặt trăng nó cũng đưa lên tới luôn chứ. Cho nên là nhiều khi đồng bào mình nhiều cứ ngây thơ quá, cứ thắc mắc hoài, cứ hỏi mà rồi các đồng chí nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cũng không trả lời được những câu hỏi đó. Thưa anh, có lẽ chúng ta không còn đủ thời giờ nhưng mà nhìn lại lịch sử đó mà chúng ta mới thấy nó buồn cười á. Bây giờ thế kỷ thứ 21, Việt Nam giờ đang nóng mà điện nó không có đủ. Như thế mà ngày xưa dạy cho học trò đó, bản làng điện sáng hơn sao.
ở cái thời mà coi như là nửa thế kỷ trước đó, yeah. À, cái thời mà hình như là mới lúc đó sau năm 75 chúng tôi hình như bài đó, những cái bài đó là trước năm 75 rồi, uh-huh. Mang về dạy cho học trò, như là bản làng điện sáng hơn sao, ui giời, trên núi đó nhà điện sáng hơn sao, giờ ngay thành phố không có điện, bởi vì điện nó chạy lên bản làng. Vâng, chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị, chào tạm biệt quý vị.